Trời, các bạn nhìn trông rất ngon chưa? Rồi cái này chúng ta sẽ hấp trong vòng 5 phút như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần bánh hấp này ra để các bạn này. Các bạn này, rất là đơn giản, mình có thể làm tại nhà nhé. Bánh rất là thơm ngon các bạn này. Đấy, các bạn có thể làm cho các bé ăn cũng được. Các bé ăn rất là thích cái món bánh bì ngô hấp như thế này nhé. Giống như bánh nhà mình, bé nhà mình ấy, bé nhà mình cũng làm một món bánh bì ngô hấp như thế này và ăn hết một bát như thế này luôn đấy các bạn. Thì các bạn có thể làm cho các bé hoặc là cho gia đình mình ăn cái kiểu bánh này các bạn nha. Rồi và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh trứng sứa hấp các bạn này. Thì ở đây thì các bạn có thể sử dụng sứa Milo cũng được hoặc là sứa, nhưng mà mình không có sứa Milo, mình sử dụng sứa Enso các bạn, nhưng mà nó cũng giống nhau thôi các bạn nha. Mình sử dụng một quả trứng này để chúng ta sẽ hấp cái phần bánh này lên các bạn này. Rồi bây giờ thì mọi người cùng mình vào làm nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho quả trứng này vào luôn nhé. Các bạn để mình lấy cả trứng lòng trắng và lòng đỏ luôn các bạn này. Mình để cả trứng lòng trắng và lòng đỏ như thế nào luôn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ quấy cái phần bánh vào phần này nhá. Nhưng mà cái cột nữa thì trứng nó nhiều ấy. Các bạn bỏ cho mình một ít sữa này các bạn nha. Chúng ta đánh cho nó đều.